trên mình vẻ đẹp hoang sơ, Nam Du là một quần đảo xinh đẹp với bãi biển xanh, cát trắng, được những hàng dừa thẳng tắp điểm tô, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng, hữu tình giữa nước trời bao la. Trong số 21 hòn đảo lớn nhỏ ở Nam Du, 11 đảo có dân ở, nhưng chỉ có một đảo là có riêng một hộ gia đình sinh sống, đó chính là Hòn Nồm. Hòn Nồm là tên gọi của ba cụm đảo nhỏ, Hòn Nồm Ngoài, Hòn Nồm Giữa và Hòn Nồm Trong, được biển cả bao bọc hoàn toàn tách biệt với đất liền. Hơn 50 năm trước, ông Dương Ngọc Ánh, hay còn gọi là ông Sáu Ánh, và gia đình đã chọn Hòn Nồm là nơi lập nghiệp. Cho đến ngày nay, các thế hệ con cháu sinh ra hầu hết đều gắn bó với cuộc sống trên đảo. Họ coi nơi này là quê hương thứ hai của mình. Khó khăn là tại vì nó thiếu thốn đủ mọi bề. Lúc mới qua đây thì nước nó cũng chưa có, phải đi chở nước về để mà ăn hàng ngày, uống ngày. Rồi sau khi dọn trống hết trơn rồi mới tìm cái mạch nước. Mạch nước cũng tìm không có thì mới tìm theo mấy cái lỗ hang còng á, còng rái á. Chỗ nào mà thấy trời hạn mà nó còn nước á thì lại đó đào. Đào được cái giếng ở phía đằng này. Năm 1967, ông Sáu Ánh bén duyên cùng cô gái Võ Thị Hương quê ở Đồng Tháp đến Hòn Ngang sinh sống. Năm tháng trôi qua, đảo quan dần thêm sức sống khi con trẻ lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Trong số 9 người con của ông bà Sáu, chỉ có 2 người rời đảo vào đất liền làm việc. Số còn lại đều chọn gắn bó với biển, bám trụ với Hòn Nồm. Chính sự lao động của họ đã và đang giúp cho đảo nhỏ khởi sắc từng ngày. Sống ở đây khó, mình phải tạo, mình làm sao cho mình sống dễ. Cũng như thiếu thốn điện năng thì mình gắng làm kiếm tiền, mình sắm điện năng rồi này kia về đăng mà mình sống chứ không có bỏ, không có rời đảo. Nói vậy. Hồi xưa mà đốt đèn dầu thì thấy nó khó khăn rồi, ở bên kia người ta đốt đèn điện rồi này kia. Thì sau này mình cũng phải ráng mua máy phát điện rồi này kia về. Rồi mua thêm tấm pin mặt trời nữa để sạc cái bình ban đêm đốt đèn nó đỡ có tốn dầu. Cố gắng mà bám ở đây chứ không có bao giờ mà nói rồi thấy khó khăn quá, qua bên Hòn Lớn ở hoặc Hòn Ngang ở, không có nghĩ chuyện đó. Đến với Hòn Nồm, du khách sẽ như được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà con vùng biển thông qua việc đánh bắt cá. Giữa bốn bề sóng nước và cây xanh, cảm nhận bầu không khí thanh bình, yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các hoạt động bắt ốc, bắt nhum, chế biến những món ăn đặc sản như ốc luộc, nhum, hào nướng, hay thưởng thức món ăn được chế biến từ cá xương xanh, món cá đặc sản của Hòn Nồm. Nhiều năm đương đầu với bão gió, ông Sáu Ánh và những người con của mình đã khoác lên đảo một màu xanh bình yên, no ấm. Đảo giờ đã có 5 hộ với hơn 20 thành viên sinh sống. Sự kiên cường của ông Sáu Ánh như cột mốc sống nơi tiền tiêu. Nhờ có ông mà ngày nay một số đảo hoang ở vùng biển Tây Nam đã có người sinh sống, tạo thêm nhiều cột mốc cho vùng biển biên cương của Tổ quốc ngày nay.